Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Lính Bắc Hàn tại Nga và tương lai cuộc chiến Ukraine Ngày 12 tháng 11, blog Ngô Nhân Dụng trên VOA tiếng Việt bình luận Kim Jong-un cho Putin thuê lính Hình ảnh bài trên blog Ngô Nhân Dụng VOA Tác giả cho rằng Tập Cận Bình vẫn coi Kim Jong-un như một chư hầu khi họ Kim gửi quân sang giúp Vladimir Putin đánh quân Ukraine chắc đã được Tập ưng thuận vì Tập cũng không muốn bù tiền thất bại, tác giả nhận xét đây là một cơ hội cho Kim Jong-un chứng tỏ mình có thực lực. Ít nhất là 10.000 đến 12.000 quân Bắc Hàn đã được gửi qua Nga, hơn 3.000 đã tới Kursk và bắt đầu đụng trận. Tác giả dẫn lời En Chan il một trung úy Bắc Hàn đầu ngủ qua Nam Hàn, nói rằng binh sĩ Bắc Hàn được đi Nga chắc rất vui mừng. Đây là cơ hội cả đời mới có một lần bởi vì họ được trả lương cao hơn. Ở Bắc Hàn họ chỉ được lãnh khoảng 1 đô la Mỹ. Bây giờ Nga trả cho họ ước chừng 2.000 đô la Mỹ mỗi tháng. Chắc họ chỉ được hưởng từ 5 đến 10% số tiền đó, còn chính phủ Bắc Hàn sẽ thu hết. Nhưng 10 hay 20 đô la Mỹ mỗi tháng cũng là món tiền quá lớn đối với họ. Tác giả dẫn nhận định của ông Nam Sun Wood, một cựu sĩ quan tình báo Nam Hàn, nói rằng Kim Jong-un sẽ kiếm được hàng trăm triệu Mỹ Kim rút từ tiền lương của Putin trả cho lính Bắc Hàn. Tác giả dẫn ý kiến của Choi jun hun một cựu trung úy Bắc Hàn, rằng bộ đội Bắc Hàn sẽ rất hãnh diện khi được tuyển vào đoàn quân Viễn Chinh bởi đây là lần đầu tiên họ được ra nước ngoài. Theo trung úy An, bộ đội từ Ukraine trở về sẽ được nâng điểm nếu xin gia nhập đảng, được cấp hộ khẩu ở Bình Nhưỡng dễ hơn gia đình sẽ được hưởng các chế độ tốt hơn như chỉ tiêu gạo thịt đường đó là một giấc mơ của nhiều người bắc hàn nhưng tác giả cho biết bộ đội bắc hàn qua nga sẽ bị làm thịt bởi vì thiếu kinh nghiệm chiến trường không quen với địa hình mới chưa biết đến hình thái chiến tranh mới như vũ khí điện tử máy bay không người lái lại đối đầu với quân đội ukraine thiện chiến lính bắc hàn còn bị lính nga kỳ thị than phiền và gọi là bọn tàu với ý khinh thường. Nhưng Putin vẫn cần bộ đội của Kim Jong Un qua giúp để tránh không phải ra lệnh động viên lần thứ hai, bởi quân Nga đã thiệt hại 690.000 binh sĩ chết hoặc bị thương, hiện mỗi ngày mất khoảng 1.200 người. Tác giả dẫn nhận xét của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin khẳng định: "Bây giờ phải cầu viện quân đội của một chế độ đang bị cả thế giới khinh miệt, chứng tỏ ông ta đang gặp khó khăn bối rối như thế nào." Hình ảnh Tổng thống đắc cử Donald Trump của Mỹ sẽ tác động đến cuộc chiến Ukraine như thế nào? Theo tác giả, Trung Cộng có thể đã được báo trước và ngầm chấp nhận cuộc trao đổi giữa Putin và Kim. Trung Cộng và Bắc Hàn đã ký một hiệp ước quốc phòng hỗ tương và cộng tác năm 1961. Chế độ Bình Nhưỡng lệ thuộc vào Bắc Kinh không thể nào thoát được. Hơn 90% nền ngoại thương của Bắc Hàn là mua bán với Trung Quốc, đặc biệt là thực phẩm và xăng dầu tuy nhiên bộ ngoại giao trung cộng vẫn tuyên bố họ không biết gì về vụ lính bắc hàn được gửi qua nga để tránh đụng chạm với các nước tây phương tập cận bình đang cố gắng phục hồi nền kinh tế trong nước và không thể can ngăn kim jong un giúp putin ở ukraine cuối cùng vẫn theo tác giả cuộc chiến ukraine có thể sẽ chấm dứt sớm hơn không cần chờ đến lúc bộ đội bắc hàn bị hy sinh hết bởi ông donald trump từng tuyên bố ông có thể chấm dứt chiến tranh tại Ukraine và sẽ thực hiện điều đó chỉ trong 24 giờ. Trong tuần qua, ông đã điện thoại với Tổng thống Volodymyr Zelensky, có ông Elon Musk tham dự. Gần đây, Musk đã điện thoại với Putin nhiều lần. Mỗi người có thể nói một câu cũng đủ khiến ông Zelensky chấp nhận thương thuyết, ngừng bắn với Putin. Ông Trump chỉ cần báo tin tiền viện trợ cho Ukraine sẽ phải giảm vì chính phủ Mỹ lo ngân sách khiếm hụt ông Musk chỉ cần ngỏ ý không biết còn cho quân đội Ukraine sử dụng hệ thống viễn thông của ông nữa hay không. Tác giả kết luận, các chú bộ đội Bắc Hàn sẽ được nghỉ ngơi, hưởng chuyến xuất ngoại đầu tiên trong đời, còn Kim Jong-un vẫn được Vladimir Putin trả tiền cho thuê lính. Việt Nam cần học Mỹ Latin về việc tôn trọng pháp luật. Ngày 12 tháng 11, báo Tiếng Dân đăng bình luận Chuyện cụ đủ 10 và tính cách luật pháp Mỹ Latin của tác giả Kim Văn Chính. Thời báo chấm d giới thiệu bài viết này đến quý khán thính giả nội dung như sau. Hình ảnh bài trên báo Tiếng Dân. Câu chuyện thứ nhất, chuyện cụ đủ 10. Nhân chuyện mới xảy ra ở Truy Lê. Chúng tôi lại nhớ đến kinh nghiệm của cụ đủ 10, thời cụ ấy làm lãnh đạo cao nhất đất nước. Một lần cụ đi công cán Tây Nguyên, ekip đi theo tháp tùng, văn võ báo quan mấy chục vị, toàn là hàm cấp cao cả. Sương Sương cũng là thứ bộ trưởng, tép riêu nhất cũng phải là vụ trưởng, vụ phó các ban ngành trung ương đảng hoặc bên chính phủ đi cùng. Hay của cụ đủ Mười là cụ đi guốc trong bụng đám lâu la, mỗi lần xuống địa phương thăm hỏi là một lần họ lại nhận quà cáp bằng tiền phong bì, có khi rất nhiều của các địa phương. Trước khi đi, cụ cho hợp đoàn vào quán triệt rất căng cụ nói bất kể các lần trước các anh các chị đi công tác địa phương như thế nào lần này đi với tôi tôi yêu cầu tất cả mọi người tuyệt đối không được nhận bất cứ quà cáp gì dù bằng tiền hay hiện vật của các địa phương ai vi phạm tôi sẽ trừng phạt và sau này đừng có trách tôi mọi người ai cũng biết tính khí của đủ mười cụ nói được là làm được và lại nổi tiếng dám làm cụ dọa kỷ luật không phải nói đùa chuyến đi rất vui hình ảnh cố tổng bí thư đổ mười. Tôi nghe được một anh có thâm niên làm việc kể lại. Trước hết, anh em trong đoàn thắp tụng rỉ tay nhau về việc làm sao chấp hành mệnh lệnh của cụ mười nghiêm túc nhất. Sau đó, khi đến địa phương, anh ấy nói với cán bộ địa phương rằng các cậu chú ý, lần này cụ mười đi công cán đã cấm nhận quà bằng tiền và hiện vật rồi. Do vậy, không được biếu sáng quà cáp dưới bất cứ hình thức gì. Và không quên nói thêm, nếu các cậu có lòng thì quà cáp lần này hãy giữ lại, chờ đến lần sau tôi xuống thì hãy đưa cùng với quà của lần tới. Thế là đẹp cả đôi đường, cụ Mười có chuyến công tác thật là trong sạch, đúng như cụ muốn. Không ai nhận quà, nhưng ekip tháp tùng cụ thì không bị thiệt thòi gì về quà cáp của cấp dưới. Câu chuyện thứ hai tính cách và luật pháp Mỹ Latin. Nam Mỹ rất rộng lớn và đông dân, chia thành nhiều nước tính cách tự do phóng khoáng thích nhảy nhót vui vẻ lễ hội họ chủ yếu là người da trắng di cư từ tây ban nha và bồ đào nha sang hòa trộn với dòng dân nô lệ da đen và bắc phi và đến nay vẫn nói hai ngôn ngữ này có thể thấy họ rất thẳng tính và tôn trọng pháp luật ngoại trừ một số nước như cuba venezuela qua các sự kiện kinh nghiệm của ngoại giao việt nam hình ảnh chủ tịch nước lương cường thăm chile Năm 2012, một nước Nam Mỹ đã khước từ tiếp đón Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng sau khi nghe bài phát biểu của Tổng bí thư tại Cuba làm đoàn cấp cao của Việt Nam phải hủy ngang chuyến thăm để về nước. Năm 2018, khi có chuyến thăm cấp cao của Việt Nam tại Chile, có chuyên cơ, người dân sống bên cạnh tòa nhà thương vụ Việt Nam tố cáo ngửi thấy mùi tanh của vây cá mập phơi trên nóc Đại sứ quán Việt Nam. Phía Chile đã yêu cầu Đại sứ quán Việt Nam cung cấp rõ thông tin và giải thích về hành vi lạ lùng này. Lần này năm 2024, Chủ tịch nước Lương Cường thăm cấp cao Chile. Ông sĩ quan bảo vệ lại đắc tuấn, sĩ sớm phạm tội quấy rối tình dục nhân viên khách sạn. Lập tức cảnh sát đến bắt và đưa ngay ra tòa xử và tòa án kết tội ngay tấp lự. Lại còn cho báo chí công khai theo luật định thông tin này trên công luận. Kết luận, nhiều nước Nam Mỹ có mức sống khá cao, như Chile có GDP trên đầu người gấp 4 lần Việt Nam. Có lẽ do họ sống tôn trọng pháp luật và tính cách phóng khoáng tự do. Trước đây, thời tổng thống Allende cánh tả xã hội chủ nghĩa, dân Chile cũng khổ và kém phát triển. Nhưng mấy chục năm qua từ năm 1973 khi chính quyền độc tài cánh hữu của tổng thống do đảo chính Pinochet lên ngôi, cuộc sống ở Chile cải thiện rõ rệt. Đến nay trở thành nước có mức sống cao nhất Nam Mỹ. Việt Nam ta đang xây dựng nhà nước pháp quyền, tôi nghĩ cũng nên học họ về pháp luật. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Học thơ Thời báo.d với bản tin Việt Nam cần học Mỹ Latin về tôn trọng pháp luật. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo.d để được cập nhật nhiều bản tin mới nhất nhanh nhất và để được cập nhật những bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất